Audio Jungle. Xin chào bà con, thì mình quay clip này để hướng dẫn bà con xem về cái kỹ thuật mà ghép chồi bơ. Cái việc đầu tiên đó là mình chọn ngọn bơ để ghép đó. Đây là những cây mà trong vườn mình giống nó chuẩn á, thì mình lấy ghép luôn. Mình khuyên bà con á là nên chọn những cái ngọn mà nó già này, có nụ đó. Nhưng bà con xem đó, trời già có nụ á, chúng ta ghép. Thì về cái kỹ thuật ghép thì bà con chuẩn bị cho mình là dao ghép, kéo, bấm cành, rồi cái thứ hai nữa là dây quắn thôi. Đây, đó là cây bơ 034 đây. Mình đây mình hướng dẫn bà con ghép về giống bơ bút và bơ 034. Thì clip này mình quay là chi tiết tại vườn. Đây là những cái bơ thực sinh lúc trước mình trồng nha. Bây giờ bắt đầu tiến hành ghép. Thì bà con cứ theo dõi clip, mình sẽ quay rất từ từ và chi tiết để con xem về cái kỹ thuật mà ghép chồi bơ. Cái bơ này mới trồng được có 5 tháng thôi mà rất là tươi tốt. Nói chung là theo quan điểm mình á, có thể là trồng cây thực sinh rồi chúng ta ghép thì năng suất nó cũng cao, mà chúng ta trồng bơ bút gốc từ nhỏ lên thì cũng được. Nói chung là có rất nhiều phương án để cho bà con chúng ta trồng. Thì phương án này mình quay để thực tế bà con xem cây bơ thường này. Chúng ta bắt đầu ghép ngọn bơ bút và bơ 034. Okay, đầu tiên thì mình cũng hướng dẫn bà con xem á. Thứ nhất là mình chẻ cái chiều sâu của vết vác á, là từ 2 đến 2,5. Và ngay chỗ miệng vác á, có thể chúng ta chẻ 2/3 của thân. Của thân đó là cái miệng ghép á, còn cái chồi ghép á, chúng ta cũng chiều vết vác từ 2 đến 2,5 nha. Cái này là mình hướng dẫn bà con á, chúng ta vết càng mỏng càng tốt, đừng để lưỡi gà. Còn cái này mình khuyên bà con, thứ nhất là chúng ta quấn càng khít càng chặt á, thì tỷ lệ sống nó càng cao, sống nó sẽ rất hiệu quả hơn. Đó, anh chẻ này, chẻ từ xuống 2/3 nha. Đó, chúng ta chẻ sâu xuống tầm khoảng cỡ 2 lưỡi dao đọc giấy là được rồi. Rồi cái điểm quan trọng nhất là bà con khi mà gắn cái chồi ghép vào là bà con gắn một bên cho mình nha, một bên nó khít luôn nha, điểm là quan trọng á, con khít luôn. Mình sẽ quay bà con xem về cái bên cạnh này, khít một bên nha, đó, thấy không? Khít một bên luôn đó nha, đó bà con thấy không? Thấy nó khít một bên không? Đó, khi khít một bên đó, chúng ta tiến hành quấn, đó khít một bên rõ ràng đó, chúng ta tiến hành quấn nha, ta quấn thật là chặt nha, đừng để nước mưa nó rơi vào, nếu nó rơi vào nó sẽ bị thối á. Đó, chúng ta giữ chặt cầu quấn, quấn càng chặt càng tốt, đừng để nước mưa nó rơi vào, nước mưa rơi vào nó sẽ thối mà nó không sống được đó, nó quấn. Điều quan trọng là bà con lựa cho mình là những đó, thì bạn quấn nha, quấn theo hình mái nhà, quấn dưới lên trên xuống ra quấn. Với cái chồi này thì mình không quấn khít, thì thứ nhất là cái chồi nó đã hình thành luôn cái nụ rồi, thì mình để cho nó thoáng mà nó nhanh nảy mầm. Quan trọng nhất là mình khuyên bà con có nghĩa là quấn thật chặt nha, để chống nước mưa nó vô thối ngay vô cái mắt kép á. Rồi về nó, nếu mà điều kiện nó nắng gắt á, thì mình sẽ hướng dẫn bà con là tẩu luôn. Sẵn đây mình bứt lá bơ mình tủ luôn là trên cho nó mát luôn, cho cây khỏi bị ảnh hưởng gì hết. Đó, mình sẽ bứt lá bơ mình phủ trội bà con xem luôn nè. Cây bơ rất là tươi tốt. Nói chung là cái nếu bà con chúng ta không có tiền mua giống thì chúng ta ăn bơ thường đó, chúng ta ương đi rồi chúng ta trồng luôn, nó cũng hiệu quả. Sau đó bà con chúng ta ghép. Thì clip này mình quay là cái mô hình mà ghép bơ toàn bộ trồng ở trong vườn cà phê. Thì bà con cứ quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Thì ở đây mình sẽ quay cập nhật tất cả video hay để cho bà con xem. Thì những bà con nào chúng ta chưa có kinh nghiệm về ghép bơ thì bà con có thể xem cái này học hỏi và có thể ghép cho mình một cái cây bơ nó hoàn hảo và nó sống. Đó, cái này mình quấn luôn bà con xem á. Thì nông dân chúng ta mà nếu chúng ta không phủ bịch, chúng ta làm cái này cũng được, đơn giản không sợ hết. Cái này tầm khoảng cái 7 đến 10 ngày là chúng ta có thể lấy ra là thấy nó sống rồi. Đó, đây là hoàn thiện một cây rồi. Mình sẽ quay đi những cây tiếp theo bà con xem. Đó, cây bơ rất là đẹp á, ngọn rất tươi tốt. Thì bà con cứ xem theo dõi tất cả clip mình quay những cây thực sinh, những cây mà bơ thường á, mình cũng quay luôn ở cuối clip rất dài. Nên các bạn nhớ đăng ký kênh và theo dõi clip này. Xin cảm ơn.